more do we want to pay? How many more lives disrupted, maimed, or dead? How much more loss and suffering do we want to see? How much do we want peace? They have done nothing wrong except wanting the basic human rights that every of us have been plenty and every of us wanted. Just freedom, just a corner of the world to work, to earn their living, to live out the life that God has allotted to them, to take care of their children, be productive to the country. We do not remember what God taught us to do, but to love one another. We don't remember, we come with empty hands and we go with empty hands. And now we're trying for a few years, short in this earth, to try to grab everything to ourselves and then accumulate bad contribution for our next life. But when we go and face God, God will ask us, I give you so much money, so much property, what did you do with it? Did you give my brother? Did you give my son who come to your door? No. At that time, you feel sorry and it's too late. Của trẻ mồ côi, một cõi đầy quả phụ. Anh ơi, bao giờ tàn cơn giông tố? Tôi không bao giờ lớn lên để làm anh hùng chiến sĩ gìn giữ chiến tranh này. 30 năm đã xanh ngàn mộ chi. Ngày tôi mới lớn khôn, cha tôi kể cho nghe nhiều mộng đẹp của người. Ngày tôi mới trưởng thành, người để lại cho tôi một thi hài trơ trọi. Hãy để tôi sống mãi gìn giữ gia sản này, những mộng vàng ấp ủ dưới mồ sâu chưa cây. Xin để tôi sống sót thừa hưởng gia sản này, xây giấc mơ tan vỡ thành mái ấm ngày mai. Tôi sẽ sống 101 năm, có con trai, con gái và cháu chắc, dựng lại thế giới tóc tang với đàn trẻ mồ côi và quả phụ. Anh ơi về đi, dằn cơn thịnh nộ. Anh ơi cùng tôi diềm cơn giông tố.
be here now.